Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách cùng có nhà báo VN, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Cái đề tài hôm nay, anh em chúng tôi sưu khảo những cái tin khả tiến, khả tính để trình bày cùng quý vị rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định, đó là về chiến tranh Ukraine. Chiến tranh Ukraine, Nga suy tàn, Trung Cộng suy thái, thưa quý vị, và Mỹ thắng lợi. Đó là cái đề tài anh em chúng tôi xin trình cùng quý vị. Chiến tranh Ukraine làm cho Nga hứng đòn trừng phạt của Âu Mỹ, kinh tế Nga suy sụp, công nghệ Nga liệt bại vì hàng loạt trừng phạt cấm vận của Mỹ và đồng minh. Mỹ hóa giải trò bá đạo gian ác của Tổng thống Putin của Nga, mưu toan hại Liên Âu khủng hoảng khí đốt và xăng dầu. Nhưng Putin vô tình tạo một món quà cho Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ cứu nguy Liên Âu, làm hai bờ Đại Dương Tây Dương xích lại gần nhau qua chiến dịch Mỹ cung ứng khí đốt quá lỏng LNG của Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, Hoa Kỳ phát minh ra một cái phương pháp mà gọi là khai thác dầu khí ở dưới lòng đáy biển, mà chỗ nào có bãi đá, hồi đó tới giờ chỉ khai thác đáy biển qua đất và qua cát. Nhưng mà Hoa Kỳ tìm được cái phương pháp này, thưa quý vị, nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao và tốn kém, và Hoa Kỳ đã có những cái phương tiện để làm chuyện đó. Thành ra Hoa Kỳ bắn bể đá, thưa quý vị, để hút dầu, hút khí ở trong đá, nên Hoa Kỳ có thể nói là một cái nước sản xuất khí đốt và xăng dầu nhiều nhất ở trên thế giới. Nhờ vậy mà Hoa Kỳ có phương tiện đầy đủ sau khi Nga tìm cách hại Liên Âu, nghĩa là không có hại Liên Âu, không có thể có đủ khí đốt, thì Hoa Kỳ, thưa với quý vị, tung sức cản qua rất là đầy đủ cho giúp cho Liên Âu có khí đốt qua cái mùa lạnh. Mà Liên Âu đâu phải nhỏ, thưa quý vị, gồm có 27 nước, gần như là khắp Âu Châu, nên Hoa Kỳ giúp cho cái đó. Và khi Nga mà muốn tạo cái khó khăn cho Liên Âu về khí đốt, thì Nga tăng giá của khí đốt lên, tăng giá xăng dầu lên, và cái giá xăng dầu mà của Nga tăng đó làm cho Hoa Kỳ bán cho các nước Liên Âu được cái theo cuốn theo cái giá đó, mà qua Liên Âu rất mừng, Hoa Kỳ có lợi hơn. Nghĩa là nói một cách khác, trên phương diện buôn bán á, nghĩa là chính ông Putin đã tạo điều kiện làm mọi cho Hoa Kỳ hưởng, nhờ cái nghĩa là hạn chế cái khí đốt, thì Hoa Kỳ cung cấp khí đốt theo cái giá mới. Đó là cái lợi thứ nhất. Thưa quý vị, nhiều người nói trong chiến tranh ảnh hưởng về chính nghĩa gì này kia nhiều, nhưng mà thưa quý vị, trong chiến tranh cái quyền lợi là quan trọng.
quyết định trong cái nguyện ngoại giao cũng như trong chiến tranh. Nhờ vậy mà Hoa Kỳ thắng lợi, đó là một cái thắng lợi thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa thưa quý vị là cái anh Trung Cộng trước một tháng, trong tháng 2, trước khi ông Putin tung quân qua đánh Ukraine, ông nghĩ rằng có 2-3 ngày là yên à, một cùng lắm là một tuần là chiếm được Ukraine. Nên ông trình bày sao với ông Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Cộng, nên ông Tập Cận Bình lên tinh thần tuyên bố ông Putin là cái người bạn không có giới hạn, nghĩa là một thứ gì cũng là bạn bè đối với Nga, đối với Trung Cộng. Nhưng mà một cái nhận định hết sức sai lầm, thưa quý vị. Cho đến ngày hôm nay là 302 ngày, tức là trên 3 tháng, gần 1 năm rồi, thưa quý vị, mà cái chiến tranh xâm lược của Nga, của Putin đối với Liên Âu có thể nói là cái phần thất bại hướng về bên của Nga chứ không phải của Liên Âu. Tại làm sao được như vậy? Một nước nhỏ, thưa quý vị, Ukraine so với Nga là nhỏ lắm. Nga là có một cái địa lý, một cái vùng đất có thể nói lớn nhất toàn cầu chứ không phải thường đâu. Nhưng mà Nga rất là nhỏ, Nga rất là lớn mà Ukraine rất là nhỏ. Tuy nhiên Ukraine vẫn thắng là giờ nhờ 12 nước Liên Âu, Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ, có thể dùng chữ thế giới tự do là kiên quyết chống lại Nga và kiên quyết ủng hộ, viện trợ quân sự, khí tài và kinh tế cho Ukraine. Nhờ vậy mà Ukraine mới tồn tại và có thể nói trong tương lai không bao lâu nữa thì cái cuộc chiến tranh này chấm dứt, mà chấm dứt có lợi cho Ukraine, cho Hoa Kỳ hơn là cho Nga. Nên lúc đó ông Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, ông là một đại diện cho Trung Cộng, thưa quý vị, ông cũng tiếp Nga, tiếp ông Putin là cái người bạn mà ông gọi là không có hạn chế đó, mua dầu của Putin, bởi vì Liên Âu cấm vận, Hoa Kỳ cấm vận, không có cho nước nào của phe thế giới tự do mua dầu của Putin. Thì ông Tập Cận Bình, thưa với quý vị, ông mua dầu, và ông mua với giá thấp, là cái anh Nga lại bị thiệt hại hơn nữa, mua giá rất là thấp. Thứ hai nữa, và thiếu vũ khí, nhưng mà Nga không có dám viện trợ vũ khí, bán vũ khí cho ông Putin. Nên ông Putin bí quá, phải mua vũ khí của Cộng sản Bắc Hàn, mà cái người lãnh đạo báo chí Việt Nam gọi là ông Uẩn, bị ông là Kim Jong Un, mình đọc là ông Uẩn đó. Đó, thành ra thưa quý vị thấy rõ ràng là Nga và Trung Cộng không dám sát lại gần nhau, vì Hoa Kỳ nói một cách công khai, Hoa Kỳ tuyên bố là nếu Trung Cộng ủng hộ chiến tranh Ukraine chống lại với của Putin thì Hoa Kỳ sẽ có những cái biện pháp trừng phạt giống như cái loạt trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ông Putin. Đó là những sự kiện mà anh em chúng tôi trình bày, sự kiện có bằng cớ, có thông tin, có nghị luận, có ngày giờ. Bây giờ những cái thời sự và sự kiện tình hình chiến tranh Putin xâm lược Ukraine đã chỉ rõ tình hình. Châu Âu điêu đứng vì mất 155 tỷ mét khối khí đốt vì các đòn gian ác và bá đạo của Nga.
Nga không bán khí đốt cho Liên Âu. Liên Âu mất tương đương 40% nhu cầu tiêu thụ trong năm của toàn khối. Liên Âu chạy lung tung để mua. Mà thưa với quý vị, thứ nhất là về mùa màng. Thưa với quý vị, Liên Âu đương ở trong sắp sửa rơi vào cái mùa đông. Mà nếu mùa đông mà không có khí đốt, không có xăng dầu thì coi như là hết sức khó khăn trong sanh tử chứ không phải thường đối với Liên Âu. Lúc đó Mỹ ra tay cứu khổn phò nguy Liên Âu. Anh Mỹ là giỏi cái chuyện đó lắm quý vị. Mỹ cứu viện liền và thắng lợi lớn. Mỹ xuất cảng qua Liên Âu khí hóa lỏng LNG mà Mỹ là nước sản xuất nhiều nhất trên thế giới nhờ tìm ra được phương pháp khai thác qua đá phiến. Tính đến tháng 9 năm 2022, Mỹ xuất cảng sang châu Âu 60% và gần 3/4 sản xuất của Mỹ là để bán cho Liên Hiệp châu Âu, tức là Liên Âu. Trả lời đài RFI của Pháp, ông Philippe Sibylle Lopez, chuyên gia về năng lượng và địa chính trị thuộc cơ quan tư vấn Geopolia Pháp, nhìn nhận chiến tranh Ukraine là một cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất ở Mỹ. Chuyên gia này nói rõ, Hoa Kỳ luôn có tiềm năng khai thác khí đốt rất lớn mà chủ yếu là khí đá phiến. Mỹ đang dòm ngó để thay thế vào chỗ trống của Nga. Bởi vì Nga cấm thì Mỹ thay vào chỗ trống. Bởi từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, Moscow không muốn bán khí đốt cho Liên Âu, mà bản thân Liên Âu cũng không muốn mua của Moscow, bởi vì Moscow ưa làm trận làm thượng, gây khó khăn cho Liên Âu về phương diện khí đốt. Nga về kinh tế, thưa quý vị, thua nặng. Nếu Mỹ thắng bao nhiêu thì Nga thua bấy nhiêu, thua nặng. Trong đợt trừng phạt hàng loạt liên tiếp của phương Tây do Mỹ cấm vận động và chủ động, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, thưa quý vị, sau gần 10 tháng chiến tranh Ukraine, Liên Hiệp châu Âu ban hành tổng cộng là 9 đợt trừng phạt Nga. Nga từ Vladimir Putin đưa quân xâm lăng nước láng giềng sát cạnh, Hoa Kỳ và Liên Âu đã ban hành nhiều biện pháp mạnh với mục đích duy nhất là cắt nguồn thu nhập của Nga, qua đó ngăn cản Nga tài trợ cổ máy chiến tranh. Phương Tây đã khai trừ Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Thế giới. Liên Âu và Mỹ cấm vận than đá, dầu hỏa của Nga, cấm xuất cảng cho Nga công nghệ cao và trang thiết bị có thể phục vụ về mục tiêu, tức những cái device liên quan tới gọi là bán dẫn đó. Nếu không có cái đó, các chiếc xe cũng chạy không được, chứ đừng nói quả tiễn, quả tơ gì. Hoa Kỳ yêu cầu các nước sản xuất cái đó không bán cho Nga. Thành ra Nga không có làm khí giới được, mà máy móc hư cũng không có đồ thay thế. Bởi vì cái hệ thống mà gọi là bán dẫn đó là đa số là ở Tây phương, thứ nhất là Đài Loan, thứ hai là Nhật, thứ ba là Hoa Kỳ sản xuất nhiều nhất, mà những cái nước đó là thuộc đồng minh của Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ đề nghị là không bán một chút nào hết cho Nga, nên Nga có thể nói là bị bó tay, không làm được một cái gì mới về về khí tài quân sự, kể cả mấy cái drone cũng không làm được, phải mua của Iran. Đó là cái tình hình mà có thể nói là vô kế khả thi của Nga, không thể nào thắng Liên Âu được, không thể nào thắng Hoa Kỳ được. Xin quý vị đừng rời máy, sau vài phút thông tin thương mại anh em chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục phân tích.